Chia tay Phi Thanh Vân, Bảo Duy thả thính và phát ngôn thế này. Bảo Duy, chồng cũ của Phi Thanh Vân đã phát ngôn thế này sau khi đường ai nấy đi với nữ diễn viên. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Bảo Duy bất ngờ đăng tải hình ảnh bảnh bao của anh khi diện sơ mi trắng kèm dòng chú thích đầy ẩn ý. Chỉ có một người quay lưng mà tôi đã có một thế giới, yêu cả thế giới này lắm lắm luôn. Dòng chia sẻ của Bảo Duy ngay sau đó thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Dù không chỉ đích danh người quay lưng là ai, nhưng mọi người cũng đoán biết được người đó chính là Phi Thanh Vân, vì lùm xùm chuyện ly dị giữa Bảo Duy và nữ diễn viên gần đây mới tạm khép lại. Nhiều lời khen ngợi dành cho vẻ đẹp trai của chồng cũ Phi Thanh Vân cho rằng anh đang thả thính trên mạng. Không ít người cũng bày tỏ sự bất ngờ trước lời khẳng định của Bảo Duy sau ly hôn. Bởi hiện tại, Bảo Duy đã từng xây dựng được cho mình cơ ngơi hoành tráng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Facebook xin trang bày tỏ, một bà vợ quay lưng mà cả triệu em đến bên, giờ chọn cái nào đây ta? Từ ngày lấy Phi Thanh Vân cứ tưởng là mất hết cơ hội được em nào mến mộ rồi. Vậy mà giờ thả tim cái là các em lại thả tim cho mình. Ôi trẻ ra mấy tuổi ông trời cứ cho Duy lận đận tình duyên, Duy khổ tâm lắm. Cộng đồng mạng rần rần sau phát ngôn của chồng cũ Phi Thanh Vân. Ngoài hình ảnh và dòng chia sẻ này, Bảo Duy không ít lần phát trực tiếp những khoảnh khắc ăn uống, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ sau ly hôn. Cách đó không lâu, chồng cũ Phi Thanh Vân cũng đưa ra khẳng định chưa muốn yêu trong khoảng thời gian này, kèm theo bằng chứng cho thấy Bảo Duy và người phụ nữ cùng đi ăn và được anh tặng hoa hôm 14 tháng 2 không phải là tình nhân mới. Cứ tưởng Thúy Diệm Harry Won lấy được chồng soái ca, ai dè nhìn cách hai vợ chồng nói chuyện mà choáng. Khác hẳn với hình ảnh thường thấy trên sân khấu, ở nhà, Lương Thế Thành và Trấn Thành có sở thích chọc ghẹo vợ thế này đây. Thúy Diệm, Lương Thế Thành, Harry và Trấn Thành được coi là hai trong những cặp vợ chồng đẹp đôi nhất nhì showbiz Việt. Chuyện tình của hai cặp đôi đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mật. Và sau khi về chung một nhà, họ lại càng nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện, ai cũng phát hờn lên với những cử chỉ âu yếm. Bà xã đến tận răng, nửa bước không dám rời của Trấn Thành lẫn Lương Thế Thành. Thế nhưng, ngoài những giây phút xến xúa đó, cặp đôi còn khiến khán giả ngạc nhiên, thích thú vì cách nói chuyện vô cùng bá đạo với đối phương. Lương Thế Thành nổi tiếng chiều vợ là thế, nhưng khi nhìn vào loạt bình luận trên Facebook khiến người hâm mộ không khỏi choáng. Nam diễn viên điển trai tuy hiền lành ít nói nhưng không hề khô khan khi biết trọn vợ như thế này. Thúy Diễm thèm ăn vặt và mơ mộng một soái ca xuất hiện ở phim trường tiếp tế ngay lập tức. Những tưởng ông xã sẽ là người xung phong đầu tiên, nhưng sự thật quá phũ phàng chỉ với một câu: không người ơi, bận rồi. Khi cô nàng thủ thỉ tâm sự muốn được đóng phim thời xưa để diện áo dài, thì anh chồng chỉ cần buông một câu bâng quơ thế này cũng đủ để phu nhân tụt hết cả cảm xúc. Ở nhà tự mặc luôn đi. Có lúc Thúy Diễm bồi hồi nhớ lại ngày hạnh phúc được về chung một nhà với người thương. Thế nhưng Lương Thế Thành lại khiến người hâm mộ phải bật cười vì dòng bình luận tếu táo của mình. Hỏi chi dạ. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ dòng trạng thái lo lắng về tuổi tác, nhức đầu với mấy con số riết thấy mình đã già háp. Và cái kết đắng khi anh chồng có sở thích trôn vợ vào bình luận: già rồi cô ơi. Cách nói chuyện của Lương Thế Thành với bà xã khiến khán giả bật cười vì độ hóm hỉnh dễ thương của hai vợ chồng. Thế nhưng nhìn sang Harry, Trấn Thành còn bá đạo hơn. Harry Won và Bảo Anh tranh thủ kệ xấu đàn ông. Khi được vợ đánh dấu vào cuộc trò chuyện, nam MC nổi tiếng nổi quạo: gì nữa bà nội, tôi nói cái gì mà ích kỷ. Thậm chí người đẹp Hàn Quốc còn phát ngôn gây choáng về giới tính của chồng khiến người hâm mộ bật cười. Trong một lần khác, nữ ca sĩ lại một fan khiến chồng muối mặt khi đăng tải bức ảnh kèm caption hóm hỉnh, dìm hàng nhan sắc Trấn Thành thảm hại. Đáp trả là sự chèn ép của vợ, Trấn Thành cũng không vừa khi liên tục có những lời nói mang tính chất dìm đối phương không thương tiếc. Trong khi Harry thì cực kỳ thích thú khi đăng những hình ảnh thảm họa thời trang của nam giới Hàn Quốc, thì giám khảo của thách thức danh hài không nhịn được, phải vào comment ngay lập tức: xàm quá bà ơi, bắt đầu xàm giống tôi rồi đó. Màn đấu khẩu cực hài của cặp đôi khiến fan đổ rầm rầm. Bonus thêm hình ảnh minh họa tác phẩm của bà vợ trong khi cạo gió. Sau khi bị ông xã tố cáo trên trang Facebook, thì ngay lập tức Harry Won đã phải lên tiếng giải thích, kể nốt ẩn tình đằng sau việc cạo gió sai. Khác hẳn với hình ảnh soái ca trên sân khấu, hai người đàn ông tên Thành dường như đều có sở thích là chọc bà xã. Tuy nhiên,
qua những lần hai vợ chồng đấu đá dìm hàng nhau trên mạng xã hội, ai cũng có thể thấy được tình cảm Trấn Thành và Lương Thế Thanh dành cho người vợ xinh đẹp của mình. Khán giả vui mừng vì có hai cặp đôi vui tính này luôn hạnh phúc và vui vẻ như thế. Hồ Ngọc Hà, trong nhà thì bị chửi, ra ngoài toàn được yêu quý. Nữ ca sĩ chia sẻ tâm trạng sau khi được bầu chọn mặt đẹp tại tuần lễ thời trang Milan. Mới đây, một tạp chí nước ngoài đã thống kê danh sách các sao mặt đẹp nhất tại tuần lễ thời trang Milan Thu Đông 2017. Trong đó có Hồ Ngọc Hà. Tại chuỗi sự kiện này, nữ ca sĩ Việt Nam diện bộ trang phục khác nhau, nhưng được đánh giá cao nhất là set đồ gồm jacket phối hợp với áo sơ mi, khăn đội đầu màu hồng cùng quần áo rộng của thương hiệu Gucci mà cô đang làm đại sứ. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ tin vui này và viết: "Làm như cũ mình mới tay thì phải, giờ mới biết kiểu thương nhau lắm, cắn nhau đâu. Mấy bạn cứ chê và hắt hủi mình, hiểu lầm mình không à. Trong nhà với nhau thường hay chửi nhau, rồi ra ngoài, mình toàn được mọi người yêu quý. Nhìn tích cực mọi thứ thì mọi thứ sẽ tích cực với mình." Sở dĩ Hồ Ngọc Hà có ý trách khán giả trong nước vì trước đó cô nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị không ít người chê thậm tệ khi xuất hiện tại sự kiện mở màn tuần lễ thời trang ở Italy. Trong sự kiện đó, Hồ Ngọc Hà được một nhà mốt danh tiếng chuẩn bị cho bộ trang phục có giá hàng trăm triệu đồng để diễn. Có mặt cùng Hồ Ngọc Hà tại sự kiện, nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã dùng những mỹ từ như tỏa sáng, đẹp như một siêu sao quốc tế để nói về cô. Anh còn kể thêm, tài tử người Anh đã dành nhiều lời khen ngợi về gu thời trang cũng như sự nổi bật của Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, sau khi ekip của Hồ Ngọc Hà chia sẻ những hình ảnh này đến giới truyền thông Việt Nam, không ít khán giả lại có những nhận xét trái ngược. Họ cho rằng lần này Hồ Ngọc Hà mặc trang phục không đẹp, trông cô bị già dặn và không có thần thái. Khi đó Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng, cô nói đẹp xấu, già trẻ không còn là vấn đề quá quan trọng khi ra thế giới. Vì mỗi người một mắt nhìn khác nhau, điều quan trọng là lối ứng xử, hiểu biết và sự tự tin. Nữ ca sĩ khuyên mọi người hãy học cách chia sẻ thay vì phán xét, học cách xã giao lịch sự thay vì nói những câu khó nghe. Xe Audi 4 tỷ bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu về phường, Hoa hậu Thu Hoài đáp trả thâm thúy. Sáng 28 tháng 2, trong chuyến thị sát của Phó Chủ tịch quận Nhất, chiếc xe Audi của Hoa hậu quý bà Thu Hoài đậu trước thẩm mỹ viện Khơ Thị để bị cẩu về phường Bến Nghé do đậu lấn chiếm đồng lề đường. Đi qua tuyến đường nào có ô tô đậu lấn sang vỉa hè thì vị Phó Chủ tịch quận Nhất trực tiếp xuống xe yêu cầu lực lượng liên ngành, cảnh sát giao thông, trật tự đô thị kiểm tra xử phạt tại chỗ. Ông tỏ ra vô cùng kiên quyết trước những trường hợp vi phạm. Một người dân nói với ông Hải, chiếc xe đó là của Hoa hậu Thu Hoài. Ông trả lời, Hoa hậu à, xe đậu vi phạm là lập biên bản cẩu về ngay, không Hoa hậu hoa hiết gì hết. Lúc đó do có nhiều phóng viên nên Hoa hậu quý bà Thu Hoài chỉ đứng nép trong sân để theo dõi vụ việc. Hoa hậu khá ngỡ ngàng và liên tục gọi điện thoại cho ai đó. Không lâu sau đó, Hoa hậu Thu Hoài lên tiếng trên Facebook cá nhân và cho rằng do lỗi tài xế. Mình là người khó tính, cầu toàn và luôn có ý thức. Hồi nào giờ, trước cửa nhà luôn có một chỗ đậu xe là được phép đậu ít nhất là suốt 4 năm. Hôm nay, anh tài xế vẫn đậu. Vỉa hè nhà mình thì dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn gàng hết rồi. Vì nghe nói bác khó tính lắm. Ngồi trong phòng làm việc, thấy ở ngoài gần cả trăm người. Không hiểu chuyện gì nên chạy ra xem. Tự dưng thấy mấy chục cái ống kính chỉ vào mình chụp lia lịa, chụp vào xe vào bảng số, hú hồn hoảng vía, thuộc vào trong hỏi mới biết bác ghé thăm nhà. Sai thì phạt, ẻm tài xế đậu ha thì tự đóng ha, cơ mà xe em bỗng nổi tiếng hơn xe bạn Minh Nhựa. Em cảm ơn bác đã cho em cơ hội nhỏ xíu mà tỏa sáng hú hồn. Cái gì em cũng đi trước một bước hết, tính em vậy, mà thằng tài xế luôn đi sau em cho có chuyện ha. Điều đáng nói là Hoa hậu Thu Hoài còn có ý ám chỉ mỉa mai ông Đoàn Ngọc Hải đã vô tình khiến cô nổi tiếng đến hú hồn. Phản ứng thiếu kiềm chế trên Facebook sau đó khiến Thu Hoài bị ném đá tơi tả và sau đó cô đã phải xóa status của mình. Được biết Thu Hoài đã nộp phạt và đem xế hộp về nhà. Loạt ảnh hồi nhỏ và hiện tại chứng minh sao Việt đã dậy thì thành công như thế nào. Khi đem so sánh ảnh ngày ấy bây giờ, có thể thấy rõ sự lột xác ngoạn mục của nhiều sao Việt. Thanh Hằng là một trong những sao Việt dậy thì thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại. Nhìn ảnh trên, có thể thấy sự thay đổi rõ rệt của người đẹp này là ở làn da. Không còn đen nhẻm như ngày xưa ấy, giờ đây MC Trấn Thành đã trở thành một soái ca thật thụ.
không thể phủ nhận Phan Hiển ngày càng điển trai. Nhìn ảnh hồi bé, không ai có thể ngờ rằng Ngọc Trinh lại có thể trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz như hiện tại. Gương mặt nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà góc cạnh sắc nét hơn hồi bé. Nhiều người sẽ phải choáng trước sự thay da đổi thịt của Nô Phước Thịnh. Khó ai có thể ngờ MC Phan Anh lại có thể gầy tông teo như thế này. Không chỉ điển trai hơn trước mà Văn Anh còn thành công trong việc tìm lại giới tính thật của mình, bởi hồi bé anh để tóc dài như con gái. Đúng là trời sinh một cặp, vợ Văn Anh Tú Vi hồi nhỏ nam tính bao nhiêu thì hiện tại lại nữ tính bấy nhiêu. Sự khác biệt rõ rệt của Hòa Minzy ngày ấy và bây giờ. Trải qua thời gian, Đàm Vĩnh Hưng có da có thịt và đẹp trai hơn trước rất nhiều. Trái lại, Hà Anh Tuấn lại có sự giảm cân đáng kinh ngạc. Sự lột xác ngoạn mục của ca sĩ Mỹ Tâm. So với hồi nhỏ, Phạm Hương ngày càng xinh đẹp theo cấp số nhân. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng là một trong những sao có sự thay đổi ngoại hình vượt bậc. Gương mặt của Khổng Tú Quỳnh hồi nhỏ không được đầy đặn và xinh như hiện tại.